kính thưa anh chị em trong đức Kitô, có một câu chuyện kể về thượng đế đã nói với sứ thần rằng hãy đi xuống trần gian và tìm cho ta một cái vật nào đó quý giá nhất. Sau một thời gian, sứ thần đã tìm được một viên ngọc quý và trình lên thượng đế. Thượng đế sau khi ngắm nhìn viên ngọc này và thượng đế nói, nó đáng giá thật. Nhưng nó chưa phải là vật quý giá nhất trên trần gian Sứ thần lại tiếp tục lặng lội đi tìm Và đi tìm một viên cẩm thạch hàng triệu năm Nhìn viên cẩm thạch này Thượng Đế nói Nó đáng giá hơn cái ngọc bích Nhưng vẫn chưa là vật quý giá nhất Sứ thần lại tiếp tục thực hiện ý của Thượng Đế Đi tìm Và rồi có vẻ hơi mỏi mệt Sứ thần đi bên dòng sông Và gặp một thanh niên Đang sám hối ăn năn Vì tội giết người Anh ta đã khóc Nhận ra trên gương mặt anh Một giọt nước mắt Của sự sám hối Sứ thần vội vàng Lấy ngay giọt nước mắt đó Và hướng trong hộp Và đưa lên Thượng Đế Thượng Đế nhìn giọt nước mắt sám hối và nói với sư thần đây chính là vật quý giá nhất trên trần gian kính thưa anh chị em sự sám hối lại coi là vật quý giá nhất trên trần gian điều này không phải là một chuyện huyền thoại thưa anh chị em mà tin mừng cho chúng ta biết rõ đây là nét đẹp của tin mừng phụng vụ lời chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết rõ điều đó trước tiên là nét đẹp của sự sám hối. sám hối là ăn năn là đấm mình là nhận ra được mình đã đi sai đường lối của chúa trong khi chúa muốn cho mình một cái con đường mang tới hạnh phúc bình an thật sự con đường mà chúng ta thấy từ bài đọc một từ sách xuất hành thiên chúa đã nói với ông mose dân do thái đã đi trệt khỏi con đường của ta ta muốn chúng thành dân của ta vậy mà chúng đã cứng đầu cứng cổ qua biệt dân do thái thay vì thờ chúa họ lại thờ một con bê bằng vàng đó là một ngẫu tượng khi đặt vật vô tri vô giác lên ngang bằng với chúa và hậu quả của việc thờ ngẫu tượng này Họ vẫn tiếp tục lưu đầy Và đi trong sa mạc 40 năm Kinh thưa anh chị em Sám hối tại sao là nét đẹp Xin thưa bởi vì trong con người chúng ta Thiên Chúa đã dựng nên hình ảnh có Chúa ở bên trong Bởi vì khi phạm tội con người đã đánh mất Cái nét tinh tuyền thánh thiện và quyền năng của Chúa và từ đó con người đã hoàn toàn bị ô uế. Nhưng khi con người sám hối ăn năn, Thì con người được xóa sạch tội Thì lộ ra một nét đẹp Cho nên đó chính là nét đẹp của tin mừng Đẹp đến nỗi mà chúng ta thấy rằng Trong bài tin mừng Chúa Giêsu đã dùng hai dụ ngôn để diễn tả Cùng một ý Đầu tiên là dụ ngô người mục tử có một trăm con chiên lạc mất một con Thì khi tìm được ông ta mời bạn bè hàng xóm lại và chung vui với anh Và rồi anh ta nói rằng như lời Chúa Giêsu khẳng định Trên trời cũng thế Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối Hơn vì 99 người công chính không cần sám hối ăn năn dụ ngôn thứ hai là người phụ nữ đã mất một đồng trong mười đồng tìm được một đồng và ta đã vui mừng mời bạn bè hàng xóm để ăn chung vui và chúa giêsu đã kết luận tôi nói cho các ông hay giữa chiều thần thánh thiên chúa ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối rõ ràng chúng ta thấy sám hối ăn năn là một nét đẹp của tin mừng nhưng không dừng lại đâu thưa anh chị em khi chúng ta ăn năn sám hối chúng ta trở về với mình trở về với lương tâm trở về với hình ảnh của thiên chúa ở trong chúng ta nhưng chưa đủ chúng ta còn khám phá ra nét đẹp cao cả gấp ngàn lần hơn đó là lòng nhân từ của chúa chúng ta thấy cũng trong dụ ngôn chúa giêsu đã khẳng định Người đã đi tìm con chiên lạc Dụ ngôn này chúng ta không dừng lại những chi tiết nghe có vẻ nghịch lý hay không logic Vì một người một tử có cả trăm con chiên Mà lại bỏ 99 con ở đồng hoang đi tìm cho được một con chiên Một con có thấm thiế gì đâu Rồi 10 đồng, mất một đồng Khi tìm được lại mời cả hàng xóm đi ăn mừng nghe có vẻ không hợp lý Nhưng hai dụ ngôn đó nhấn mạnh ở chỗ ba điều thưa anh chị em Trước tiên Thiên Chúa không muốn mất một ai trong chúng ta Dù người đó có tội lỗi đến cỡ nào Thiên Chúa vẫn đi tìm kiếm Bỏ 99 đi tìm con chiến lạc Để nhấn mạnh Thiên Chúa Không bao giờ muốn chúng ta phải hư vọng và điều này chính trong sách ngôn sứ Ezekiel cũng đã diễn tả thiên chúa nào vui thích gì khi kẻ gian ác phải bị chết nhưng vui khi thấy nó ăn năn sám hối và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định với những người lãnh đạo do thái rằng ta đến là để kêu gọi những người tội lỗi chứ không phải những người công chính và dụng ngôn chúng ta thấy tin mừng đã diễn tả Người chủ chiên đã nói với những bạn bè hàng xóm rằng Xin chung vui với tôi vì tôi tìm được con chiên của tôi Như vậy đối với từng người chúng ta là con của Chúa Chúa không muốn mất một ai Kính thưa anh chị em Điểm thứ hai lòng nhân từ của Chúa Là từng người là một đối tượng Chúa yêu Tôi không muốn yêu chung chung Cho nên trong cái dụ ngôn thứ hai Người phụ nữ mất một đồng Thì chúng ta thấy dụ ngôn đã tìm diễn tả Chị đã tìm đủ mọi cách Môi móc mọi góc cạnh trong nhà Để tìm cho được một đồng quang và khi tìm được mời cả hàng xóm bà con để ăn mừng Để cho thấy rằng từng một đối tượng là niềm vui của Chúa khi tìm được Và điểm sau cùng con người vô giá tình thương vượt lên trên tất cả những gì quý báu nhất trên trần gian. Viên ngọc hay là một cẩm thạch ngàn năm nó chúng chỉ là vật chất vô tri vô giác. Nó có thể hàng triệu đô nhưng nào có bằng cho bằng cái lòng người thưa anh chị em. Cho nên khi con người quay trở về với Chúa nhận ra tình thương Thì sẽ nhận thấy là Chúa đã nhận ra tấm lòng của họ Và cái đó là cái vô giá Cho nên giọt nước mắt là cái điều quý nhất trên trần gian Mà Chúa yêu, Chúa quý, Chúa trân trọng dữ dình Và điều này bằng chứng Chúa đã tha thứ tất cả Trên cái thập giá của Chúa đã tha thứ cho mọi người mà người trộm lành trên cây thập giá khi nói một lời lạy ngài khi ngài nào với nước của ngài xin nhớ đến tôi và chúa đã khẳng định với anh ta ngay hôm nay anh sẽ trên thiên đàng với tôi tình thương chúa vượt lên cả lý trí hiểu của con người và chính kinh nghiệm của thánh phaolô trong bài đọc hai thánh phaolô đã chạy theo ý riêng của mình cho rằng mình đúng bách hại bắt đạo ngạo ngược nhưng người đã khẳng định tôi đã được lòng Chúa thương xót và chính vì Đức Giêsu Kitô muốn bày tỏ lòng đại lượng của người nên tôi là kẻ đầu tiên đón nhận vậy thì kính thưa anh chị em lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta chiêm ngưỡng nét đẹp của lòng sám hối và nét đẹp của lòng thương xót của Chúa Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa khi chúng ta đến với Chúa mà không thật lòng sám hỏi ăn năn? Dĩ nhiên khi anh chị em đến với Chúa trong ngày Chúa Nhật, anh chị em đã đón nhận cái lòng ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nhưng tại sao đôi khi chúng ta cảm thấy bất an, cảm thấy lòng chưa được sự bình an, hạnh phúc đích thực? Thưa, chúng ta chưa mở lòng. Chúng ta chưa đặt trọn vẹn chúng ta trước Chúa Chúng ta còn để những cái thứ khác lĩnh kỉnh trong đầu của chúng ta Trên tay của chúng ta Hoặc bất cứ những gì làm cản trở của chúng ta Đến vị Chúa và ơn Chúa đến vị chúng ta Và rồi trong cuộc sống của chúng ta Đã để thứ những thứ ngẫu tượng thiên liêng con bê vàng là một ngẫu tượng đối với do thái ngày xưa thì ngày hôm nay những cái thứ ngẫu tượng thiêng liêng đó là những của cải những tiền tài những vật chất những đam mê những địa vị những danh vọng đôi khi đó là những cái thứ ngẫu tượng thiêng liêng đang ám ảnh chúng ta và chúng ta vô tình đặt ngang nó bằng chúa thưa anh chị em cho nên xin Chúa Giêsu lời của người luôn mở lòng mở trí chúng ta. Hãy sám hối khi hết sức có thể. Đừng chần chờ gì nữa vì cuộc sống này bấp bênh và mong manh lắm thưa anh chị em. Nay còn mai mất nhất là kinh nghiệm cho chúng ta qua hai năm vừa rồi trong đại dịch Covid. Người bạn bè, người thân yêu bao nhiêu người đã ra đi vì bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa, nhưng hãy mở lòng ra để đón nhận nét đẹp của lòng thương xót của Chúa. Hầu chúng ta hãy làm chứng cho lòng thương xót đó, vì khi chúng ta rước lấy chính Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, chúng ta không chỉ giữ riêng cho mình mà còn phải làm chứng bằng cách chúng ta cũng đón nhận và tha thứ cho anh chị em của chúng ta Những người đôi khi đó là người nhà của chúng ta xúc phạm đến chúng ta Đôi khi đó là những người bạn đồng nghiệp Đôi khi đó là những người chúng ta không quen biết Nhưng đưa ra những lời xỉ vả hay vù khổng Nhưng với sức mạnh của lòng thương xót Chúng ta sẵn sàng lướt qua tất cả vì chúng ta đã được Chúa xót so thương và vì chúng ta đã được Chúa tha thứ, xin hãy đón nhận những nét đẹp và xin hãy sống nét đẹp này để chúng ta đạt được sự bình an và hạnh phúc thật sự. Amen.